and I destroy forever. Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Đệ Tử nha. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review về vị tướng Tu Linh. Một vị tướng mà mình vừa mới nhận được đến từ Ranali Quân. Và review ngay và luôn cho anh em xem đây. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng một xíu về cái phần ngoại hình của vị tướng Tu Linh này nha. Mà Rana đã đầu tư rất nhiều kinh phí vào cái việc cho cái sự xuất hiện của vị tướng Tu Linh này. Chúng ta sẽ cùng ngắm sơ qua từng cái trang phục của vị tướng Tu Linh này nhá. Này là gì đây? Trang phục nhà thám hiểm. Thấy nó cũng bình thường anh em nhỉ, không có đẹp gì mấy. Nhưng khi đến trang phục này thì lại là một chuyện khác nha. Tân thần thiên hà anh em. Ok, tân thần thiên hà. Thần, ngày ấy sẽ đến vào ngày thứ 6 ngày 13. Ok, thứ 6 ngày 13 Tu Linh sẽ xuất hiện nha. Ngầu quá nha, rất là ngầu nha. Thì nó sẽ có những cái hiệu ứng như sau. Đó là lồng tiếng siêu chuẩn thần xuất hiện và biến dạng sang chảnh cùng với lỗ đen vũ trụ vào chế độ đấu liền để chúng ta review một xíu về cái bộ kỹ năng của vị tướng này nha. Anh em chờ xíu. Đậu xanh, sao lâu thế nha. Hiện tại thì mình đang dùng cái Oppo F3 của Sơn Tùng phiên bản đặc biệt đó các bạn. Thì nói xíu về cái điện thoại này không phải là cái điện thoại của mình, mà mình được bên YouTube á, họ tặng cho mình cái điện thoại này. Đây là một cái phiên bản đặc biệt nha. Đặc biệt nghĩa là ở phía sau nó chỉ sản xuất là 300 chiếc điện thoại này thôi đó. Ở phía mặt sau nó có chữ ký Sơn Tùng đó. Đó, họ tặng cho mình cái điện thoại này. Thì cảm nhận chơi game thì thấy nó cũng khá là mượt đó. Nhưng mà nó không có FPS cao các bạn ơi. Vì vậy cái độ HD giống như là cái mức độ trơn tru của nó, mình chỉ đánh giá ở cái khả năng là trung bình mà thôi. Rồi trận đầu ý, sao ngộ với ta? Sao không được sử dụng skin nha? Ây da, căng rồi. Chắc có lẽ chúng ta phải thoát ra. Chế độ nào có sử dụng trang phục được ta? Anh em thông cảm xíu nha. Để mình lựa chọn cái chế độ nào có sử dụng trang phục. Hình như là vô đấu tập, đấu luyện gì đó mình mới có thể lựa chọn cái trang phục đó, thấy không? Các bạn thấy cái khả năng lót của cái Oppo F3 này, khi mà đặt bật cái chế độ HD lên thì nó cũng hơi bị chậm, bị lát một xíu nha. Ok, đúng rồi, đấu solo, đấu với máy thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta có khả năng chọn cái trang phục đây này. Lát, rất là lát, anh em thấy chưa? Mình đang dự định không biết mua điện thoại gì đây. Theo ý kiến của anh em là kêu mình mua cái Xiaomi 2S gì đó, thì mình cũng đang lưu tâm vấn đề đó. Lựa chọn bản ngọc thích hợp. Đó, ngắm xíu skin của Tu Linh nha. Rất là ngầu nha, cực kỳ ngầu luôn. Đây là cái trang phục bật SS. Thì mình không có biết rằng cái trang phục này nó có nằm ở trong kho báo hay không. Thì Rana họ vẫn chưa tiết lộ. Thứ 6 ngày 13 này nó sẽ được xuất hiện. Và anh em hãy ngóng chờ nha. Đây là một bộ trang phục cực kỳ ngầu luôn. Dạo này lướt Facebook để đi đâu cũng thấy thứ 6 ngày 13, thứ 6 ngày 13 Tu Linh xuất hiện, thứ 6 ngày 13 ngày ấy sẽ xuất hiện. Một cái câu nói nó dần như nó trở thành slogan luôn. Rồi đấu với Zeal ở dáng này. Thì đấu với máy thì tất nhiên là chúng ta không thể nào thể hiện giống như là cái kỹ năng hay gì, mà nó chỉ mang cái tính chất là review về cái ngoại hình của bộ trang phục, cũng giống như là những cái hiệu ứng kỹ năng nó sẽ như thế nào thôi. Thì chắc chắn một điều là nó sẽ có những cái hiệu ứng kỹ năng rồi, mà mình không biết là nó sẽ đặc biệt như thế nào thôi. Bởi vì nó là cái bậc trang bị là SS mà, đúng không? Tất nhiên sẽ có những cái hiệu ứng kỹ năng. Rồi, vào trận đấu rồi. À, sẵn mình cũng nói luôn, đảm bảo khi clip này đăng lên cũng sẽ có nhiều người nói rằng đó là tại sao lại không vào cái trạng thái đấu hạng hoặc thậm chí là đấu thường để mà review cho nó thực tế hơn. Đó chính là do giữa mình và Rana có ký một cái hợp đồng là không được sử dụng những cái bộ trang phục như thế này khi mà trang phục mà chưa có được ra mắt các bạn. Vào cái trạng thái đấu thường hoặc thậm chí là đấu hạng, chúng ta chỉ có thể vào trạng thái đấu tập để mà review mà thôi. Ồ, cái trạng thái kích hoạt lôi điện của nó rất là đẹp nha anh em. Quá ảo đi.
nó mang cái phong cách của thiên hà gì đó, lỗ đen vũ trụ gì đó, nghe họ review là như vậy đó. Để mình kích hoạt cái trạng thái lô điện cho anh em xem nha. Đây, rất đẹp nha. Cái nội tại của Tulane á, đó là khi mà bạn đang có cái lôi điện á, bạn kích hoạt một lần nữa thì cái trạng thái lôi điện sẽ được nhân gấp đôi lên. Chẳng hạn như bạn có 5 dòng lôi điện, hạ ngục đối phương bằng chiêu cuối, lôi điện cũng sẽ được kích hoạt một lần nữa, đồng nghĩa với việc bạn sẽ có được mười mấy cái lôi điện xung quanh bạn đó. Thì lượng sát thương của Tulane cực kỳ khủng khiếp. Đây, rất ảo diệu, dùng cái chiêu 2 lôi động của các bạn tốc biến lên thì nó sẽ có được một cái hiệu ứng giống như là cái lỗ đen vũ trụ từ ở dưới vậy đó, các bạn chui lên rất là đẹp. Để mình xem coi cái chiêu cuối nha. Chúng ta sẽ review cái chiêu cuối nó như thế nào, nó có ảo diệu và nó có đẹp như những cái chiêu này hay không. Đây, đợi xíu, lượng máu nó thấp, chúng ta dùng cái chiêu cuối nó mới phê. Bình tĩnh nha, lao đến kích hoạt chiêu cuối luôn, quá ảo anh em ơi. Đậu xanh có điều cái máy này nó hơi bị lag xíu thôi. Có thể là có hai sự lựa chọn, mình sẽ mua hai cái dòng sản phẩm, đó là mua một trong hai để nghiên cứu thêm nữa, giữa cái thằng Xiaomi với lại cái thằng là iPhone X đó các bạn. Thì mình thấy có nhiều bài review đánh giá là cái thằng iPhone X nó thua cái thằng Xiaomi, thì mình vẫn còn đang phân vân về vấn đề này đây. Nhưng chuyện đó gác sang một bên đi. Các bạn nên nhớ nha, thứ 6 ngày 13, vị tướng Tulane, cái xì kia là tân thần gì đó, tân thần vừa mất tiêu rồi, thì nó sẽ được ra mắt đó nha. Hiện tại mình đang ở một nơi công cộng cho nên không có dám bình luận và phát âm lớn tiếng nha, mong các bạn thông cảm nha. Nội dung của video này chỉ nhằm mục đích là review cái trang phục sắp về của vị tướng Tulane mà thôi. Nhớ nha anh em, thứ 6 ngày 13, ngày ấy sẽ đến, tức là cái Tulane này nè. Thì theo mình đánh giá, đây là một cái bộ trang phục hoàn toàn đáng mua dành cho những bạn cá tính và thích sự khác biệt trong cái thời đại clan đại chiến này đây. Một thời đại cực kỳ gắt gao và sự sức mạnh của các vị tướng đang dần được thay đổi. Có một điều á, đó là khi mà chúng ta dùng cái chiêu cuối á, lôi điểu á, là nó không còn là một con chim nữa, mà nó giống như là một cái đĩa bay vậy đó các bạn. Rất là lạ nha, rất là độc đó. Còn cái chiêu 2 lôi động của nó thì khi chúng ta dùng giống như có một cái hố đen vũ trụ vậy đó. Quá đẹp đi. Cái bộ trang phục này quá đẹp đi. Nếu như mà Rana không cho tôi thì tôi cũng sẽ mua cái bộ trang phục này đó. Vâng, và video đệ tử đến đây là kết thúc nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những chuyến video giới thiệu lần sau nhé.